1, 2, 3, vô. Long Xuyên là một thành phố trẻ trung và năng động, nên có vô số những quán ăn, những nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, song song với đó vẫn còn rất nhiều quán nhậu bình dân, vừa rẻ, vừa ngon, vừa đông khách. Hôm nay là Lan Giang giới thiệu với các bạn một trong những quán nhậu bình dân mà mình thấy là ấn tượng nhất ở Long Xuyên. Đó chính là quán nhậu Cô Đơn, có tuổi đời khoảng 40 năm rồi. Thật ra thì quán này không có tên. Cái tên Cô Đơn là do những vị khách lâu năm đặt cho quán. Và quán cũng không hẳn là dành cho những người cô đơn nữa. Đúng quán yên tĩnh luôn á. Nhậu xong cái muốn ghé nữa quá. Khỏi làm phiền tới ai để chế cho á. Bây giờ mời các bạn tiếp tục xem video để coi quán có gì hay ho và tại sao người ta gọi quán với tên là quán nhậu Cô Đơn nha. Trước tiên thì mình hướng dẫn đường đi. Các bạn qua cầu Duy Tân, hướng từ phường Mỹ Bình sang phường Mỹ Long, rồi chạy vào đường một chiều, cặp bên hông Thất Phủ Miếu. Tới ngã ba đường Huỳnh Văn Hay và đường Phan Thành Long, quán nhậu Cô Đơn nằm ngay ngã ba này luôn. Diện tích quán nhỏ, chỉ có 4 bàn thôi. Quán có tuổi đời 40 năm rồi, nên ở đây có nhiều món đồ cũ kỹ, nhìn rất là hoài cổ. Quán mở cửa từ khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ chiều cho tới tối. Khách chủ yếu là các anh, các chú bác lớn tuổi. Ở đây chỉ bán hai loại bia là Sài Gòn Xanh và Sài Gòn Đỏ thôi. Nhưng menu thì khá là đa dạng và ngon nữa. Có một số món rất đặc biệt nha. Ví dụ như là bánh trung thu nè, bánh bông lan nè, vân vân. Điểm ấn tượng và độc đáo nhất chính là các chú bác lớn tuổi. Hầu hết đều đi một mình đến đây. Thấy ghế trống thì ngồi vào, tự kêu mồi, tự kêu bia, rồi coi thời sự, bàn tán với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chính vì lý do là tự đi một mình, tự kêu mồi, tự kêu bia, rồi tự tính tiền, tự về một mình luôn, nên các chú bác gọi vui đây là quán nhậu Cô Đơn. Rồi cái tên đó gắn liền với quán này từ xưa cho tới nay. Chị Trúc ơi, quán mình mở được bao nhiêu năm hả chị? 40 năm. Mấy giờ mình mở cửa vậy chị? Khoảng 4 giờ mấy 5 giờ. 4 giờ mấy 5 giờ. Có cố định không chị? Không, tại giờ không cố định. Có khi 4 giờ mấy, có khi 5 giờ mấy. Ủa sao vậy chị? Thì không mắc đi làm việc tới nhiều mới nhiều. À, mắc làm việc. Hồi nãy nghe nói là anh chị là cô giáo, thầy giáo phải không? À. Ở đây mình có món gì và đặc sản không chị? Giống như bò lúc bắt. Em thấy menu có bánh bông lan rồi bánh trung thu nữa. À, cái đó là chị làm luôn hay sao? Làm tại nhà luôn. Bánh trung thu thì tới trung thu mới có hay là sao chị? Có khi lúc nào rảnh thì chị làm á. À, rảnh thì có thôi phải không? Mình cũng không có biết chắc trước. À, ở đây em thấy có mấy bàn à phải không chị? Có 4 bàn. 4 bàn thôi. Ai vô trễ thì đợi và hẹn bữa khác. Quán mình có tên không chị? Không có tên nhưng mà khách gọi là quán Cô Đơn. Quán Cô Đơn. Ủa sao kêu quán Cô Đơn chị? Tại vì lại đây uống mọi người tự uống rồi tự trả tiền. À, là coi như là mỗi người tự lại rồi ngồi chung. Rồi mạnh ai nó trả tiền. Dạ, à. Thì ngồi chung bàn nhưng mà mạnh ai nó trả tiền. Ủa ngộ vậy? Là giống như là khách quen mình ở đây không đúng không? Khách quen mà những khách mới. Có người là tới quán gần 40 năm. Có khách 40 năm. Rồi tự hẹn nhau tới rồi trong bàn không, mạnh. Không có hẹn gì hết. Không hẹn. Tới là lại là ngồi vô. Tới là nhảy vô ngồi chung luôn. À rồi xong tính tiền thì mạnh ai nó tính tiền riêng. Em muốn về trước về. Tự kêu mồi riêng luôn. Tự kêu mồi riêng. À, cảm ơn chị. Món ngon của quán bò lúc lắc. Hai ba vô.
Đây là món mandu. Chắc quán nhậu duy nhất ở Long Xuyên có món này quá. Năm nay là năm đầu tiên các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông không phải đăng ký dự thi trên giấy. Món nào nữa? Món này là học đúng tới rồi. Trứng kho. Trứng kho đúng tới rồi. Bánh bánh bông lan nữa. Bánh trung thu. Bánh trung thu mà tới bữa nay hắn mấy này, hắn mấy. Bánh trung thu thì gần trung thu mới có nha. Đây trứng kho đây. Món mandu nha. Trong có gì vậy? Ở trong có gì á? Ở trong có thịt với bắp. Thịt sống sáng với bắp. Khi khai xong thì các bạn ở cơ quan nhà làm. Món hộp vịt bắp thảo của Kiều. Món này là của chị chủ quán làm luôn, làm hết luôn đó. 1, 2, 3, 4. Rồi tính nhau muốn ăn quán này rẻ mà kiểu chừng 55.000 đổ xuống á, kiểu đúng quán yên tĩnh luôn á. Nhậu xong cái muốn ghé rửa quá, khỏi làm phiền tới ai này kia hết trơn á. Nhậu từ 4 giờ mấy 5 giờ chiều tới giờ. Có sao chừng 6-7-3 ngàn 5 người, quá rẻ.